đua xe không cháu? Anh lên, đua bác, anh lên xe nè. Ăn kem không cháu? Chú là ai? Cháu không biết, chú đi ra đây. Em ơi, thích ăn gì không em? Anh mua cho em. Anh là ai? Anh đi ra giùm tôi. Anh đi ra giùm tôi đi. Nó khác không anh nhiều. Em dễ giùm. Bắt cóc nè, chứ đi ra hả? Tao bắt mày luôn nè. Bắt cóc nè. Bắt cóc nè. Sợ bắt cóc không? Đứng lại. Bây giờ các bạn người cá sẽ làm hướng dẫn chống bắt cóc cho các bạn nhỏ coi nha. Rồi Tiêu sẽ nhập vai là một tên bắt cóc chuyên nghiệp. Chào các em đứng đây làm gì đó? Dạ, chúng em đang đợi ba mẹ đến rước. Mấy em đói bụng không? Dạ đó. Ở đây có cái nhà hàng anh dẫn mấy em ăn. Đợi không ba được. Mẹ không được đâu, mẹ em nói là không được theo người lạ. Thì đi theo anh đi vô đây nè. Ghê quá. Bắt cóc, muốn bắt cóc người cá khó quá các bạn ơi. Mấy bạn người cá lanh quá, bắt cóc không dám bắt cóc luôn. Rồi, cái này là nít tấn công bắt cóc luôn chứ không phải thường.